Đây là mình lên nương đấy. Đây là một cái nương của đồng bào dân tộc Tày đúng không? Đúng rồi. Nương này họ để trồng ngô. Đúng rồi. Đây là những cái ngô đây này. Đúng rồi. Ngô. Nhà mình hôm nay lên đây mình mới thấy được cái cảnh quan thiên nhiên của Võ Nhai. Đúng rồi. Đúng không? Có những cái núi đá rất đẹp. Đấy. Đấy, mảnh núi đá rất đẹp. Thưa quý vị và bà con, quê hương là nơi thân thương nhất của mỗi con người chúng ta. Đó là nơi ta sinh ra và lớn lên. Ở nơi đó có nhiều kỷ niệm đẹp, hồn nhiên trong sáng của một thời. Võ Nhai, một miền quê tươi đẹp với nhiều địa danh như suối Mỏ Gà, hang Phượng Hoàng, mái đá ngầm Thần Sa. Không chỉ vậy, quê hương Võ Nhai còn được đắm mình trong những câu hát ngọt ngào, thơm mát của những làn điệu dân ca. Chỉ cần một chút gợi nhớ, chúng sẽ hồi sinh như chưa bao giờ mất đi. Chiều nghiêng nghiêng bóng núi, chiều xa xanh cánh rừng bồng bềnh câu hát bồng bềnh thương nhớ một chiều Võ Nhai. Xin chào bác chủ nhà và chào ba, chào cô. Chào bác, chào chị. Tôi là nhạc sĩ Thiên Sơn. Và tôi đi trải nghiệm ở Võ Nhai. Thế hôm nay đến La Hiên thì thấy cái ngôi nhà sàn này rất cỏ, rất đẹp. Vào thăm và muốn tìm hiểu một số nét đời sống văn hóa của bà con. Tính ra thì cũng được 50 năm tròn rồi. 50 năm? Vâng. 50 năm, thế là cũng phải gìn giữ lắm nhỉ? Nói chung thì cái văn hóa của dân tộc Sán Chay chúng tôi thì nó cũng có một cái số những cái nét nó hơi đặc biệt hơn so với những cái dân tộc khác. Những cái ngôi nhà cổ xưa thì mái cụp, mái sàn thấp. Ừ, sàn mái cụp. Và dải bằng những cái cây luồng, cái mai. Cũng bước lửa của mình thì mình cũng kê ở vị trí như này. Những cái vị trí ngày xưa thì thường người ta hay dịch vào khu vực giữ nhà. Thế sau đó để tiện cho cái việc của mình sản xuất cũng như sinh hoạt của gia đình thì người ta đưa ra một cái góc bên cạnh. Thế còn cái bà con ở xóm mình ấy, và bản thân gia đình ấy, thì cái sản xuất của mình ở đây như thế nào? Em ở đây thì đa số người dân là sản xuất bằng nông nghiệp là chính. Tức là lúa ruộng nước đấy. Trước đây thì phát dẫy làm nương. Nhưng không phải là di cư, tức là du cư. Đấy, tức là vẫn định canh nhưng mà vẫn làm nương và trồng nước. Và những năm gần đây thì phát triển thêm cây công nghiệp lâu năm như là cây keo, dưới như là trồng chè. Dạ thưa bác Trung, dân tộc Sán Chay thì ở đây thì bà con có những cái nét văn hóa đặc sắc như nào ạ? Thứ nhất là về trang phục. Trang phục là như trang... là bà với lại chị đấy mặc đúng không? Anh nhìn thấy là rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp. Hai là về thờ cúng tổ tiên. Lễ Tết thì có lễ hội như là hội xuống đồng thì thường là người ta dùng không gian là mang ra ruộng. Đấy, tức là được tiến hành ở ngoài ruộng. Là tiến hành ngoài ruộng. Múa mặt gỗ đó. Múa mặt đầu gỗ, tôi có nghe nói, Dân tộc chúng tôi thì nó có mấy những cái Tết theo tiết của năm. Đấy, chẳng hạn như là Tết Thanh Minh. Đấy, mùng 3 tháng 3. Tiết Mông Chủng, Tiết tháng 5. Đấy. Còn Tiết tháng 7 thì hầu như các dân tộc khác đều như giống nhau. Giống nhau. Tiết tháng 8 thì Tiết Cơm Mới, Tiết Bạch Lộ đấy, gọi Tiết Bạch Lộ. Tiết Nguyên Đán. Tiết Nguyên Đán cũng giống như là thì cũng như các dân tộc khác. Các dân tộc khác. Vâng, nhưng mà chúng tôi khác là chúng tôi có cây nêu ở trước sân. Đấy, chúng tôi không có cây nêu đâu. Không có cây nêu. Tôi là nhạc sĩ mà, nhạc sĩ thì cuối cùng là tôi phải tìm hiểu này, từ cái nét văn hóa nhà, rồi là những cái phong tục này, rồi cả trang phục, những rồi, giai điệu. Nhưng mà nhạc sĩ thì thường lại đi tìm những cái giai điệu cho mình, đi tìm giai điệu cho mình thì cũng lại rất là muốn lắng nghe một cái câu dân ca, người Sán Chay, dù là chỉ một đoạn thôi. Vâng. Anh có thể... Xin phép anh là, bởi vì dân tộc chúng tôi thì nó có nhiều làn điệu, hát mời chầu, hát đối đáp, giao duyên đấy, hát du con, hát để
dạy con cháu á, mình như là mình giáo dục với con cháu mình ấy. Thì em xin hát cho anh hai câu. Đấy, hát đây là cái... hát gì, hát ru à? Hay là không hát tức là dạy con cái mình. Tức là hai câu ví tức là có một đôi câu ví. Em hát bằng tiếng dân tộc nhé. Anh chị thông cảm này. Bắt cao bắt dơ rừng trội, rừng núi bắt cao bắt dơ rừng lui. Khi mà mình mà sinh con mà là nam mà mình nuôi dạy nó không khôn khéo á, không thể thành người được, thì không nên nuôi lợn gì. Anh hát tiếng dân tộc thì tôi cũng nghe được nhạc, vâng, nhưng mà nghe cái ý nghĩa thì nó cũng chập chờn. Tức là cái ý nói của cụ rất là xa, cũng sâu sắc. Đấy, sâu sắc. Thường là các cụ của ngày xưa ấy, có những câu hát từ qua những cái dân ca ấy, nó giống như là cái sứ nguồn ấy, nuôi người ta, nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta. Rồi cả tôi thế, mà tôi là nhạc sĩ cũng ấy, cũng phải có cái nuôi dưỡng tâm hồn. Mà nuôi dưỡng tâm hồn chính là suối nguồn, chính là những cái dòng dân ca của các dân tộc. Ôi, ở nhà phong cảnh của nhà rất là đẹp. Vâng. Mà đặc biệt ấy, thì cũng giống như hôm nay cái con người của nhà mới là quan trọng. Vâng. Con người của nhà chân tình, ấm mát. Nó giống như là hiếu khách. Mà mộc mạc á. Đấy, bà con các dân tộc ở trong huyện đôi khi chỉ có mời nhau được bát canh măng. Rồi ngồi trên bếp lửa như là chúng ta như này, nhưng mà rất là ấm áp. Tôi cũng cảm nhận được cái điều đó. Nên là tôi cũng có nhiều cái cảm xúc của mình với là người nghề nhạc sĩ. Tôi phải hát thử cho anh Trung, với lại Giang nghe thử. Chiều nghiêng nghiêng bóng núi, chiều xa xanh cánh rừng, bồng bềnh câu hát, bồng bềnh thương nhớ, một chiều vó nhai. Chiều nghiêng xa xanh cánh rừng, bồng bềnh câu hát, bồng bềnh thương nhớ, một chiều vó nhai. Mò gà suối mơ bồi hồi câu đàn tình, một chiều mình hẹn nhau vó nhai quê mình, vó nhai bao ân tình. Cánh măng rừng thơm ngát bao ân tình mộc mạc, ngày về thương nhớ lắm kia người bóng. Là tiếng lòng của thực sự cái tình cảm thật sự của người viết ra ấy. Anh mang đấy thương ngát báo ân tình mộc mạc ngày thương nhớ lắm kia bông bông ngần ngơ mà sao. Em đang muốn phỏng vấn anh là canh măng rừng ấy anh đã được thưởng thức chưa? Rồi. Vì anh có một cái buổi chiều mà ăn canh măng rừng. À đấy ạ. Đấy. Vâng. Còn anh chị bao giờ viết thì cũng phải chất lọc. Có gì đấy ấn tượng thì đưa vào cái tác phẩm của mình. Và bọn em rất cảm ơn anh bởi vì là có bài hát này mà cảm giác mình những cái giai điệu của bài hát nó ấm áp mà nó tha thiết, nó giống như là tình cảm của người võ nhai đấy ạ. Và anh nói hộ tình cảm của bọn em đấy ạ. Thank you.
chiều nghiêng nghiêng bóng núi, chiều xa xanh cánh rừng bồng bềnh câu hát bồng bềnh thương nhớ. Một chiều võ nhai mò gà suối mơ tiên treo leo hang phượng hoàng bồi hồi câu đàn tình. Một chiều mình cánh măng rừng